Anh kiếm ăn đâu giờ về đây? Kiếm ăn ở đâu đâu? Vừa đưa con đi tiêm. À sao? Tiêm phòng ấy. Vâng. Tiêm mũi mấy rồi? Nhiều mũi lắm rồi, biết mũi mấy giờ anh mà bây giờ em đếm được mũi rồi. Mấy tháng thì thế đến năm rồi. Nhớ được năm. Chưa được năm. Mười giờ. Mười giờ báo nào anh Thăng? Chị dơ cho em ngay, em. Làm như mày cần đến ngày mà đeo hiểu. Hiểu nhưng mà đang cầm cái này đang không dơ được. Đây có mấy con nàng ở dưới đấy, bảo nàng ấy ở dưới khiêng cho. Đang cổng riêng qua đấy là gần hơn đấy, đi rú treo cổng này. Nàng sen.